Vườn mai Như Huỳnh mến chào quý khách và giới thiệu với cả nhà, đây là vườn mai con quấn rễ bên vườn mai của Huỳnh nha. Và với cái sự đa dạng mẫu mã rễ, đó là rễ bí nè, rễ quái, lò xo, các kiểu hình thú nữa, thì cây tất cả một cái điểm nổi trội đó là đã âm ra thưa thưa. Đó, khoảng cách ra thưa thưa ha, không có bị khích. Nên là cây nó cực kỳ chèo luôn, chèo nhánh như thế này nè cả nhà. Đó, cây nào cũng có chèo có nhánh. Và nó rất là mập mạp ha, đủ cái ánh sáng để cho cây nó mập mạp á cả nhà. Với lại là cái loại này nó rất là cứng cáp luôn, mình trồng xuống với cái chèo nhánh như thế này toàn thông là cực kỳ luôn nha. Đó, cây thì cỡ ống hút, thì hôm nay thì em Huỳnh sẽ nhổ số lượng khoảng 5.000 cây ha để giao cho khách. Này đó, cây tốt mịt luôn, chèo hết biết luôn nha cả nhà. Và rồi quý khách ơi, thì em Huỳnh sẽ cho cả nhà xem nó những cái cây nó có rễ như thế này đây. Đa số là 4 múi, 5 múi và 6 múi ha. À, còn lại thì nó có cái hình này là hình con thú nè. Hình con thú nó có phần lắc ngay chỗ cái thân này nữa nè cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Nó có lắc nè. Hình con thú này nó ghép cây lên nó rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái cây này nè cả nhà, nó có chi cành nhánh chèo ha. Thì hoặc là hình lò xo. Đây, lò xo như thế này. Lò xo nó rất là quái luôn cả nhà. Lò xo nè, đó lò xo ha. Rồi, hình con thú, hình quái. Đó cả nhà, hình chữ C. Và đa phần nha, đa phần chiếm sơ phần lớn á là mình sẽ có được những cái trái bí như thế này. À, mình sẽ có được những cái trái bí như thế này ha quý khách ha. Rồi một số cây á là như thế này. Đó, cây thì xanh tàn thì chi cành nhánh nè. Hàng này đã dâm thưa thưa nên thành ra nó mập lắm cả nhà. Nó mập và nó đề đạm lắm ha. Rồi, cây như thế này thì em bán là 10.000 một cây. Và em sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây ha. Em ship từ 30 cây. Tặng thì 50 cây em tặng cho quý khách là 2 cây. Còn 100 cây thì em tặng 5 cây ha. Em bao phí tới nơi luôn. Đó. Bên đây thì em có cái lô mai là rễ quái nè cả nhà. Cao là từ 70 cho đến 1 mét á. Nó cũng có chèo, cũng đề đạm cây lắm. Và đế nè, đế siêu quái luôn nha. Thì cái mẫu này em bán là giá là 7.500. 7.500 một cây ha. Và em ship từ 30 cây và em bao phí từ 50 cây nha cả nhà. 50 cây là em bao phí vận chuyển và nó mập lắm. Nó thon thon ha, nó giòn giòn lên cái cây. Đó, chèo nhánh nè, hàng này rất là đẹp luôn. Cây cành nhánh nó mướt mạnh ha. Và đặc biệt là chúng ta cũng có thể làm chọn để làm lục bình mini được á cả nhà. Rồi ha, loại này 7.500. Rồi bên này em có cái loại này á cả nhà. Cái loại quấn rễ lộn xộn nè. Đây. Này bí ba muối, bí nhỏ. Đây cả nhà, lò xo ha. Rồi cái hình này. Đó, lò xo. Cây thì có con thú nữa nè. Rồi hình quái gì đủ kiểu luôn á cả nhà. Cây thì cao khoảng cỡ 50 cm. Đó. Loại này thì em bán 5.500 một cây luôn. Và em bao ship từ 100 cây nha cả nhà. 100 cây là em sẽ bao phí vận chuyển. Em tặng 5 cây ha. Còn dưới 100 cây thì em không bao phí nha. Đó, loại này 5.500 nha cả nhà. 5.500. Còn cái loại mà loại 4.500 thì cũng còn nha. 4.500 một cây thì cũng còn cả nhà. Đó, cũng cành nhánh rất là nhiều nè, mình trồng rất là ok. Thì mẫu này em bán 4.500 ha. Và 100 cây em cũng bao ship. Và rồi đó. Alo cho Huỳnh, số điện thoại là 0949 234525 ha. Đây, quá nhiều luôn ha. Và mai này là mai dảo hạt 5-12 cánh. Huỳnh không biết chính xác được cái mặt hoa ha. Được ha. Thì số lượng khoảng có tầm 60.000 cây nha quý khách. Đây ha, bây giờ thì nó khá là ok để em gửi cho cả nhà mình rồi. Và đây, khi mà cái cây á, nó đạt rồi thì em Huỳnh sẽ gửi cho quý khách. Và tiếp tục thì em cũng có một cái khu á, là để em Huỳnh ương mai con. Đây quý khách thấy là để ương một cái mai con bí hay là quà rễ đẹp á, thì mình ương cái clip rất là cao luôn. Đó, bắt cái clip thật là cao luôn nha. Và cái thời gian cũng rất là dài, ương thời gian rất là dài luôn, rất là lâu cả nhà, để nuôi cái rễ cọc của nó ha. Nên thành ra là nó qua nhiều cái công đoạn và cũng mất nhiều đó. Mình quý khách mà có cái mô hình mà muốn mua mấy con về dâm ra để cho nó mập á, thì cái khoảng cách nè, cái khoảng cách cả nhà thấy là nó có
không có xa lắm ha, nó chỉ vừa vừa thôi, để cho chi cành nhánh nè, chèo nè, nó phát triển. Thì với cái hình thức này thì cây nó rất là mập luôn nha. Rồi và hôm nay thì mình cũng sẽ tuyển tầm khoảng cỡ 5.000 cây về để mà mình giao cho khách. Rồi, mến chào quý khách và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.